Chú khai thế này tiền bao nhiêu đấy? Chết bác em nạn bao nhiêu không? Tao tiền cho tao đang nhờ bác đi. Đây tiền nhá. Tiền đang không có tiền nhưng mẹ con đang lo. Đang lo cả nào cả nần cho anh. Giờ bà đã bảo rồi cứ ngà nhá. Đi đến đây bà đã bảo cho hỏi rồi, bác khai hỏi cho hỏi rồi. Bây giờ đấy anh giữ ở đây để lấy sai anh để gớm gì. App Live chat trò chuyện cùng gái xinh 567.live nơi giao lưu kết bạn và hẹn hò. Còn chờ gì nữa, tải ngay link dưới phần mô tả để tán gái thoải mái nha anh em. Cái vườn này quả tốt đấy cô. Cô đi làm mà, cần làm đâu cháu, là tôi tùm lên như này bên nhà nhon ở trên này. Cái này cứ mà làm tay cứ mà làm sáng quá. Ờ mày về đằng trước mày lấy cuốc cô cái. Để đằng trước cô. Ừ, cuốc hàng trước vài cuốc ta đát lên nhanh. Vâng, chú khai thế này tiền bao nhiêu đấy? Chú khai nhờ ngài đi đánh đẻ. Cô Thương ơi, cô Thương ơi, chú khai nhờ cái ngài đánh đẻ nào ấy. Thế chú khai nhờ cái ngài đánh đẻ nào ấy, thì trời cầm ơi, tiền đi. Ăn tiền không có đẻ đóm gì. Hà kia, Hà đi đâu đấy? Tiền sau kìa. Có gì thật bà. Đưa cả hai tay đây. Đây cái gì đây, giấy gì đây? Cháu biết bác khai nhờ cháu mang ra ngoài đi. Đưa thế nào. Rồi ôi lại đè đóm rồi rồi à. Đi rồi. Ba cháu đến đây cháu ở rồi, bác ấy bảo là không được đi. Cháu bảo tiền thì, cháu bảo là cháu không đi rồi, bác cứ bảo là đi cho bác một lần thôi. Mình biết bác cái nạn nần bao nhiêu không? Không? Tao tiền cho tao đang nhờ nó đi. Đây tiền nhá. Tiền đang không có tiền nhưng mẹ con đang lo. Đang lo cả nào cả nần cho anh mà đi là anh để sai cái gì anh đẩy nó ra sao? Việc của mày à? Việc gì mà việc, bây giờ nhá, đang không có tiền mẹ con thì đang cho tiền để giả nợ tiền lãi hôm qua giả bà tỉnh lại lấy không lấy hết lấy tiền của tôi à? Gì tiền cho mày đấy đâu? Ai biết được? Thôi, tiền này đúng là tiền của tôi rồi. Đúng rồi, qua nhá bà tỉnh giả nhá, bà tỉnh mày đã không lấy rồi. Bảo đưa ra đi, đã nhờ đâu. Ngay ngay con. Bây giờ đá ra đây. Anh đưa ngay đây. Bây giờ giả bà tỉnh mày đang bí tiền, năm mày đã bảo là thôi để đấy mà giả tiền lãi tiền nào rồi. Cứ đi đánh đẻ đánh đón làm sao. Bây giờ thì biết nghĩ thương mẹ con đi, đã làm nó bảo là thôi để mẹ con đi giả nợ cho. Đã chót chơi rồi thì thôi bỏ đi. Thì cứ lấy ra mà chơi xem người già lớn rồi, tóc bạc rồi, xem hỏi như vậy có được không? Nói sao mẹ, 400 này. Sao cái gì lại lấy tiền sai em ngài đánh đè này. Đè cái gì? Bố đây, mà. Đây mày xem cái mẹ lên, đây có phải là đè đóm hay không? Đây, viết giấy, viết. Ủa, xem nước gì? Đưa xem nào. Đưa cái gì mà đưa? Đưa cái xe bố sẽ là chơi nữa về, con đã bảo bố đừng chơi nữa cơ mà. Con mẹ lo trả nợ cho bố. Tao đang giả nợ là như cái ngà vậy đi giờ, bảo ấy rồi. Con bảo bố đấy, con đã bảo bố không chơi gì hết. Bố cửa nhà con, con mẹ đi lo tiền, vay tiền trả nợ hết cho bố. Mấy trăm triệu con mẹ lo được không ạ? Nhưng mà mấy được hai con mày lo mới được trả nợ cho bố được. Nhưng mà bố càng đánh bố càng thua, ngà thôi đi đánh cho bố anh à? Bố anh bảo. Cô biết đâu bác bảo mang ra đồng ngoại, bác thì em mang đi vậy đi. Bố có lại có sai nó nữa cơ, khổ. Từ đây bố anh à, không được mang đi nữa chưa? Bố đà đóm, cất bảo đánh làm gì? Bố lấy bố xem mẹ tiền qua là tỉnh để đâu? Các bố lấy. Tiền này tao tiền này là tiền của bà tỉnh mà tao vào tao xem là khác lấy hết rồi đấy còn được mà. Đấy, bây giờ cả tiền cái vay về để trả nợ bố, bố cầm ra bố đánh này làm sao? Bây giờ nhà mình có ai làm nó có một con mẹ là bố, bố ở nhà thằng em ra đi học. Bây giờ bố cứ chơi vậy thì con mẹ trả nợ làm sao cho bố? Biết ngay mà lấy cứ còn đồng nào về đi đây còn có hơn 1 triệu đấy là hôm qua chắc hôm qua đánh rồi gì? Đấy hôm qua mấy triệu? Qua 2.7 hay 3 triệu mà. 2.7 mới phải vay thêm ra 3 triệu mà bây giờ còn được hơn 1 triệu. Giờ bà đã bảo rồi cứ ngà nhá. Đi đến đây bà đã bảo cho hỏi rồi, bác khai hỏi cho hỏi rồi. Bây giờ đấy
Anh giữ nó ở đây để lấy sai đến đây đón gì? Cháu có biết được bác. Cháu hôm nay giờ nó không tuổi. Bác cái bảo không được đi. Bây giờ bảo đến giờ đè đóm lại giờ và bác đi giờ hai mẹ con không thấy bá, cái thằng Khánh nó khổ sở đi kiếm tiền để trả tiền à? Mà đâu mà đi giờ mà để tiếp tay cho bác cái ngần. Bác cái đã không đi được cho bác ở nhà luôn. Nên con bảo bố rồi, đè đóm chơi làm cái gì? Con bảo con trả nợ cho bố mà phải không trả đâu. Bố quay đi anh... bảo. Bố... Này nó anh định đưa tiền năm lấy lớn rồi lại có cái kiểu lấy trộm tiền của vợ để anh đè đóm. Cười gì mà nói mãi không ấy, từ nay để đi nhá. Bác cái bảo nó không được đi đâu tất cả. Mà mày cấm chỉ không được có tiền, bác không có tiền mà cho bác cái vay đâu mà chưa biết vậy. Em có tiền, bố anh vay không được cho vay, nhớ chưa? Bây giờ bố anh tí anh nói chuyện sau. Còn bây giờ không nói cái này, bố anh thì đừng cái làm. Bảo đi đâu đừng đi. Cầm giấy tờ thì đừng đi cầm. Con gái nó hứa gì bác cứ bảo đi anh đại anh nóm đi. Giờ không đi bảo cháu không đi anh đại nóm biết này. Đâu, lần đầu tiên bố nó sai cái gì cho đi. Vậy bố bảo gì chẳng làm. Làm gì mà làm bây giờ? Bây giờ bảo là không ấy rồi, nhà nó cơm nước, không lấy tao mới không thấy tao đang khánh khổ như nào, đang đi kiếm tiền để đấy đi làm này cả đâu. Tiền lãi cái đang chưa xong rồi bác ngần lôi ra bác cần lấy bác cần đi chơi tiếp. Cháu có biết gì không bác? Thì bà bảo lấy bác bảo cầm ra nhà quán đầu ngõ cho bác thì cháu cũng cầm. Tao mà không đi bảo bà thương về bà biết bà chửi chết. Bây giờ nợ lấy 5 triệu. Lấy nào bố đâu? Lấy bố mới cầm mất rồi. Khổ thân. Đã bảo không đánh đè rồi bây giờ cứ đánh khổ. Bà bảo nợ bao nhiêu tiền rồi mày à, cấm chỉ cho bác bảo vay mượn hay là có tiền không cho bác vay đâu. Tao mà thấy mất tiếng bà bảo mà cho bác vay nay mai mà báo nợ cho tao, tao bảo ở nhà đừng có bác cháu đừng mà tao mà đi làm ở nhà mà đừng có mà đè đè đóm đóm. Mày không thấy khổ như nào thằng Khánh nó cái lêu nguêu lao ngao từ nọ nay đấy. Biết hết mày làm gì ra chuyện không lại đến giờ đến lượt bác khai mày thấy mẹ con tao khổ như nào không? Đấy anh bảo em đây ở nhà cứ đẩy bố anh ấy, đừng bố anh đâu vào nhà bảo anh. Bố anh đang nợ nhiều cái thứ đấy, anh nói thật là vậy. Nhà anh bây giờ nợ nhiều lắm. Em thì chắc em chưa biết chuyện này đâu. Thì anh cả cho em sau. Còn bây giờ thì cứ vào lên nấu cơm đây. Nấu nước chiều để tí bác ăn sau. Còn bố anh sai thì bảo đi việc nhà này làm thì làm. Còn riêng việc đi đâu nhờ mượn cái gì ra ngoài kia không đi. Cấm chỉ luôn. Hai bác cháu không đi đâu ngoài kia cả. Tao mà nghe thấy nói mà bảo mà ở nhà mà đi đánh đè đó mà thì cứ dọa hồn. Nói trước cho mày biết vậy. Còn đi giờ bảo là không được đi. Nhớ lấy không được vay tiền mà cho vay tiền vay năm bác nhất là không được cho bố anh vay tiền, em có không cho vay. Tôi bảo kia nó gọi mà ai mà đến gọi mày cứ bảo nó không ai ở nhà tao đừng có mà giấu tao không dạy được cho vài bọn nó vào nó đánh cho kinh đi. Thế mới bảo có ai nhà em bỏ việc cứ bảo có bác hai nhà ra. Bây giờ bảo bao nhiêu lần rồi cứ nói cứ gầy mẹ con tao đang thì để tìm cách để giả nợ lên vay mượn để giả nợ cho hết cái nợ tiền lãi rồi lủng đi không chơi nữa để giả cho nốt nợ đi. Mà đi giờ còn này còn chơi còn đánh như này à? Cứ mà cái mà khỏi như vậy này, ai hỏi đến bà bác Khai ở nhà ấy. Cho con vào cái tẩn dưới này trong trận nước kinh đi. Đi đâu cơm được đi dạy mà đừng có mà tiếp tay cho bác cái mà bác bảo đâu đi đấy. Mà bếp ra nấu cơm được đi. Nãy xem còn mấy triệu này. Mấy còn nó có hơn 1 triệu bạc cái đéo đâu vậy, hôm qua chắc là hôm qua đấy tao tưởng làm gì mà bố mày chơi nó bảo thôi. Bây giờ còn được cơ. 1 triệu 2, 1 triệu 3 50. Anh hết rồi cái đéo đâu nữa. Biết vậy hôm qua đưa cho bà ấy xong. Cho bảo rồi, tiền năng mẹ bố như vậy mẹ cất cẩn thận đàng hoàng một tí. Mẹ cứ để thủ bố trong đấy. Thì có 3 triệu bạc đấy chị nhá lại lấy à. Có 3 triệu bạc nó bảo là thôi. Rồi ai biết bố mày lấy nó đâu. Bây giờ bố mình là sai cả nhà, anh để nhà nó không biết đấy. Chắc cái nhà chưa biết bố nợ nần đâu. Nó biết nó ra cũng trả đi đâu. Biết kéo bố về nhà bố mà cãi nó nghe rồi ấy. Rồi cái giống cỏ bạc được ngoài ăn thô ngoài gỗ càng ngày càng chơi càng lún mà bảo rồi. Mẹ bố sao nói chuyện bố cứ lẩn đi chỗ khác không? Cứ nói đến lẩn nó đi. Anh có đánh bạc sao không lẩn như vậy đi mà cứ nói đến tiền không mau là bắt đầu là đi chỗ khác không thèm nghe nữa. Nói là nhưng mà sao mẹ lấy mẹ điên? Ta đang nổ quả kia cả đằng sau ấy. Thôi ta nổ tiếp đi con mẹ rồi.